Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định còn mưa bất chợt trong 2 ngày tới, sau đó thì mưa giảm, trời chuyển nhiều mây. Với Tây Nguyên thì chủ đạo là nắng, mưa trái mùa có thể là xuất hiện ở vài nơi. Dự báo ở miền Trung, những cơn mưa vẫn còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành vào ngày mai. Ở phía Bắc thì trời khá là rét, với mức nhiệt ở Thanh Hóa, Vinh xuống tới Đông Hà, Huế không vượt quá 20 độ. Đà Nẵng và Quảng Ngãi thì trời lạnh, 22, 24 độ. Quy Nhơn và Nha Trang mát mẻ dễ chịu. Trong ngày đôi lúc vẫn có mưa với mức nhiệt là 27 độ, còn Phan Thiết nắng ráo 30 độ, thời tiết dễ chịu. Những cơn mưa bất chợt còn xuất hiện ở Hà Tĩnh trong 2 ngày tới, sau đó đúng vào dịp cuối tuần này thì trời sẽ chuyển tạnh ráo và nhiệt độ trong khoảng dễ chịu đó là từ 22 đến 24 độ. Lúc này thì quý vị có thể ghé thăm những cánh rừng cao su ở huyện Hương Khê đang bước vào mùa thay lá với rất nhiều những sắc màu đan xen. Đến đây rồi thì bạn không chỉ có thể là thỏa thích ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp giữa một không gian nên thơ mà còn được nghe tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc giữa đất trời ngày xuân sẽ rất là thư thái. Với khu vực Tây Nguyên thì dự báo ngày mai trời chủ đạo là nhiều mây, mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa là 27 đến 29 độ. Riêng thành phố Đà Lạt thì trời lạnh 22 độ. Khám phá thiên nhiên hoang sơ của Đắk Nông vào dịp này, quý vị cũng có thể yên tâm về thời tiết. Dự báo là trong cả 7 ngày tới thì trời chủ đạo là tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt vừa phải, cao nhất trong ngày thì cũng không vượt quá 30 độ. Về chiều tối 2 ngày cuối tuần, tức là ngày thứ 7 và ngày chủ nhật tuần này thì những cơn mưa trái mùa vẫn có thể xuất hiện. Tuy nhiên đây là những cơn mưa lượng nhỏ rất nhanh nên không quá ảnh hưởng đến hành trình của quý vị. Do nằm ở địa hình cao nên về đêm và sáng sớm thì quý vị sẽ thấy rét với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng từ 18 đến 19 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là cũng sẽ có mưa trái mùa về chiều tối một số ngày. Không khí về tối và đêm thì khá là dịu mát, dễ chịu với nhiệt độ khoảng 23 đến 25 độ. Còn ban ngày thì nắng mạnh và hơi nóng một chút, nhiệt độ cao nhất có thể đạt là 33 đến 35 độ. Vì vậy quý vị nên chuẩn bị đầy đủ những vật dụng để chống nắng nếu như có kế hoạch du lịch đến đây. Với thời tiết của thủ đô Hà Nội thì trong cả 7 ngày tới khá là lý tưởng cho mọi chuyến du lịch. Dự báo là trời tạnh ráo nhiều mây và nhiệt độ thì sẽ có xu hướng tăng dần. Cao nhất vào ban ngày sẽ khoảng là từ 20 đến 25 độ, còn về tối và đêm thì trời vẫn còn rét với mức nhiệt là 16 đến 19 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.